Chào các bạn học viên của Y Văn Sinh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái dòng mà laser giang laser dùng để điều trị rất là hiệu quả, và nó cái công nghệ này được áp dụng trên cái dòng máy chụp khỉu, nhưng mà hiện giờ đã có dòng máy chụp dây với cái giá rất là hợp lý, mức đầu tư dưới 100 triệu. Đấy, đây là cái giao diện của máy. Máy sẽ bao gồm 3 cái đầu bắn để điều trị. Nhất là đầu bắn 1064 đang lắp ở trên máy, đầu 532 F50 và đầu 1064 F0. Đấy. Ở đây thì cái đầu 755 nó là cái nào? Nó là chính là cái 1064 F0 này, chính là cái đầu 755 để bắn trẻ hóa than hoạt tính. Nó có sự khác biệt khi mà sử dụng cái máy này về nó so với những cái máy cao cấp mà khi mình sử dụng bắn rất là nhẹ nhàng, bước sóng nó đi rất là ổn định và năng lượng đi xuống dưới da cũng rất ổn định. Sau đây mình sẽ làm laser than hoạt tính cho bạn để làm trẻ hóa da. Mình sẽ thay cái đầu bắn 1064 F50 là đầu bắn để điều trị. Mình sẽ thay. Cái việc tháo ra lắp vào rất là dễ và đơn giản, bạn chỉ cần xoay lắp vào như thế này là được, cầm rất là nhẹ nhàng. Đây là giao diện của máy. Thì đầu tiên là chọn cái đầu bắn là 1064 này, sau đến là tốc độ bắn này, nhanh hay chậm ở đây này, thì tăng lên 4/5. Đấy. Còn ở cái thứ ba là cái độ sáng tia dẫn đường. Trong trường hợp nếu ánh sáng mà của cái khi mà chúng ta làm nên nó sáng quá thì tăng lên cái tia dẫn đường sẽ sáng hơn. Và cuối cùng là cái mức năng lượng 50, 100, 150 này. Tôi sẽ để 200 này. Sẽ làm khi khởi được máy nghe rất là nhẹ nhàng, đúng không? Thấy sự khác biệt của cái dòng máy nó cao cấp hơn không? Đối với những trường hợp đặc biệt là những cái da mà do điều trị rồi các thứ lỗ chân lông nó nở rộng ra, và sau khi mình lấy mụn các thứ ấy, thì cái lỗ chân lông cái việc mà tự để nó thu hẹp lại rất là khó, cho nên là chúng ta phải sử dụng đến cái công nghệ điều trị đó là laser than hoạt tính. Thì khi mà mình bắn laser làm bay cái lớp than hoạt tính đang bôi ở trên mặt, sau khoảng thời gian bôi là 15 phút thì nó sẽ thấm sâu xuống các cái nang lông, thì nó sẽ tăng sinh collagen và elastin trên da, làm cho da trẻ hóa lại, giảm các cái nếp nhăn trên da, tiêu diệt các cái vi khuẩn ăn nét trú ngụ ở các cái dưới các cái nang lông, và làm cho cái vùng da mà điều trị sau laser theo là tính sáng lên, nó sẽ sáng hồng một cách tự nhiên, và sau đó nó sẽ giảm cái lượng mà dầu tiết trên da. Nên cái việc mà làm laser than hoạt tính thì thường xuyên làm, trong 15 ngày chúng ta làm một lần thì cái mức độ trẻ hóa da sẽ rất là cao, có thể trẻ thêm được mấy tuổi. Đấy, có thể trẻ hơn được khoảng 2-3 tuổi. Đấy. Trẻ 10 tuổi thì làm liên tục nhé. Anh bắt đầu làm nhé. Hơi châm chích một tí, hơi châm chích đấy. Thế nào? Hơi ấm, ấm nóng, có châm chích. Lúc nào không chịu được là đấy. Các bạn nhìn thấy cái đường đi mà về cái này nó laser, cái mức đầu tư
dưới 100 triệu thì cái máy này nó là tốt nhất, hoàn hảo nhất cho tới thời điểm hiện tại. Khi mà nó phát xung xuống rất đều, ổn định. À, mình sẽ đi ở cái vùng mắt này hất ra trước. Đây là kỹ thuật mà để xử lý tham vọng tính an toàn nhất đấy. Năng lượng xuống dưới rất là nhẹ nhàng, ổn định và đi đều. Đấy, các bạn luôn có câu hỏi là tại sao những cái máy này đắt tiền, những máy rẻ tiền hơn. Nó khác nhau ở cái điều này như buổi sáng với lý thuyết. Ok, cảm ơn. Sẽ làm cho các bạn quen chủ động cái điều khiển cái máy. Khi mà mình muốn dừng là dừng, tiếp chủ động. Đấy, còn những cái shot này thì em bắn nốt như này. Chúng ta sẽ bắn test vào đây. Đấy. Đấy, xong bắt đầu tìm cái điểm để đi dần xuống. Hiểu không? Với từng máy phải hiểu các cái máy là gì thế.